Thị trường ô tô lại nóng rồi anh em ơi. Cái thông tin giảm 50 phí trước bạ dành cho ô tô lắp ráp trong nước đã được áp dụng từ ngày 18/8/2024 trong vòng 3 tháng. Thì xin chúc mừng tất cả những cái bác nào mà đã lấy xe và đang chờ chuẩn bị đi đăng ký, và những bác nào cũng đang có ý định chuẩn bị mua xe thì hiện tại đang có thông tin là được giảm 50 phí trước bạ, thì anh em sẽ tiết kiệm được một số cái chi phí về thuế trước bạ. Hơi buồn một chút là với một số bác là cũng đã chờ tầm 3-4 tháng rồi, nhưng mà đợt vừa rồi chờ đến mùng 1 tháng 8 không được thì anh em lại đi đăng ký thì là không được giảm thuế. Nhưng không sao, bởi vì là đợt vừa rồi thì em làm cho một số anh em lấy xe mới thì cái mức giá cũng đã rất ưu đãi, rất là tốt rồi đó. Còn với những bác nào mà vừa được mua được với cái giá xe ưu đãi này, cũng như là cái chính sách áp dụng 50 chính sách giảm 50% thuế, thì anh em đã tiết kiệm được rất là nhiều cái chi phí rồi. Anh em nào mà vừa được giảm thuế, vừa được chính sách mua xe tốt, em mời của Akala Thái Nguyên lên 50 triệu tiền đồ, full đồ cho anh em nhá.